Chào mừng các bạn đến với kênh Nhân Quả Luân Hồi. Clip biển Nha Trang vắng người, cá heo vào nhảy múa. Những ngày qua, người dân thành phố Nha Trang, Khánh Hòa thích thú và chia sẻ một đoạn clip ghi lại cảnh một đàn cá heo đang nhảy múa sát bờ. Theo tìm hiểu của phóng viên, đàn cá heo xuất hiện khoảng 5 giờ 30 sáng 4 tháng 4 tại khu vực gần cáp treo Vinpearl Land Nha Trang. Người quay clip đang đưa vật liệu từ bờ bằng xà lan ra đảo để xây dựng thì bắt gặp cảnh tượng độc đáo này. Trong clip cũng nhìn thấy rất rõ đảo Hòn Tre nằm trong vịnh Nha Trang. Đàn cá heo gần 10 con lao lên khỏi mặt nước, bơi theo xà lan như có ý đùa giỡn. Đây là cảnh tượng hiếm gặp ở biển Nha Trang. Nhiều người cho rằng, do đang trong thời gian giãn cách xã hội theo chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ, chính quyền cấm người dân tụ tập tắm biển, biển Nha Trang trở nên vắng vẻ, nên đàn cá heo mới dạn dĩ vào gần bờ nhảy múa như thế. Cái heo vô, cái heo tới Nha Trang. Xe quá à. Do mình thấy chậm quá. Ha ha ha.